Đây là một cái game mà phanh phui tất cả mọi thứ. Sau cái game này khả năng khán giả sẽ biết có những người mục rùi nằm ở đâu. Chết rồi. Hồi nãy tôi có nghe nói ai đó rình rình Thùy Tiên. Thùy Tiên thay đồ. Đúng vậy. Ai rình? Và với kinh nghiệm tiếp xúc nhiều lần với em thì em nghĩ đây là Mạc Văn Khoa. Cái gì vậy? Hả? Oa là cái trống mà. Cái bụng của ta là cái gì anh? Tôi là người lừa thầy phản bạn. Trời ơi, cái gì vậy? Ê, chị ta là người hay xin đồ người khác. Hãy nhìn về tôi, nhưng đáp án này không thuộc về tôi. Gần anh nhưng không phải là anh. Đúng rồi. Là tôi một người tiết kiệm. Tôi là một người kéo kiệt. Là một người tiết kiệm. Kéo kiệt. Trời, đúng rồi. Tôi có kéo kiệt hồi nào đâu. Trời ơi, thì anh đâu có nói em đâu. Hồi nãy anh đã nói rõ ràng là không thuộc về em và không thuộc về anh. Nhưng gần anh nhất là ai? Nhã Phương. Đâu? Ủa anh ơi, sao anh mạnh miệng vậy? Không, anh ơi. Không, giờ anh kêu lắm. Nhưng mà chị ở nhà chứ coi chị buồn á. Trời ơi, do em quá bao dung, em sử dụng từ tiết kiệm. Từ khóa của chúng ta vô cùng dễ. Trai đẹp. Trai đẹp diễn tả sao ta? Bình thường anh hay ghẹo trai đẹp đó. Là một loài động vật. Đúng rồi, đàn ông cũng là động vật mà. Đúng à. Tiếp tục đi. Hấp dẫn. Hay. Em nói em á hả? Đúng rồi, em trai đẹp đó mà. Ôi trời ơi. Có sao muối. Yeah. Tôi có bầu. Ôi trời ơi. Nữa hả? A9 mà AF là gì? A9 là buổi sáng mà AM. AF là afternoon. Bậc thầy sân thượng phát sóng chủ nhật hàng tuần từ 27 tháng 10 năm 2024.